Đưa vợ đi sinh, người chồng rơi vào hoàn cảnh éo le, có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái đó anh chồng đưa vợ đi sanh, mà trớ trêu thay con thì khát sữa, mà bình sữa của vợ thì chưa được thông. Nên chị hộ sinh đã kêu anh chồng thông tia sữa cho vợ. Nhìn ngang ngó dọc trong phòng, trên dưới 20 con người đang hồi hộp theo dõi anh chồng thông tia sữa cho vợ thế nào, khiến cho anh chồng ngại ngùng, mắt nhắm mắt mở thay con khai trương 2 bình sữa mẹ. Giữa thanh thiên bạch nhật và sự quan sát của biết bao nhiêu là con người. Mặc dù hiện nay có nhiều trang thiết bị hiện đại như là máy hút sữa có thể thay thế sức lao động của con người, thế nhưng trong một vài tình huống cấp thiết thì vai trò của anh chồng vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Một số người từng trải cũng đã nói rằng vô cùng mắc cỡ trong việc thông tia sữa cho mẹ. Dù rằng có những cặp vợ chồng sinh phòng dịch vụ chỉ có ta với mình, nhưng mà không tránh khỏi sự ngại ngùng khi lần đầu tiên làm chuyện ấy ở nơi không mấy riêng tư. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: công việc thì làm quen rồi, chỉ có điều không gian làm việc nó mới mà thôi. Có tôi đây, tôi thì lấy cái khăn trùm lên đầu mà đấu tranh tâm lý dữ lắm. Ở phòng dịch vụ có mỗi 2 vợ chồng mà chồng mình còn ngại đây. Từ đó đến nay con tròn 6 tháng rồi mà vẫn chưa dám động lại. Đúng người nhưng mà sai thời điểm. Chồng tôi thì nói là để anh làm cho, tắt sữa đau lắm mà tôi lại ngại. Nói chồng mua máy hút cho nó tiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.